Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình iGroup nhận 2 tốc cần DRO. Hai tốc cần này đã lý lên sàn Banket Swap này các bạn. Hai tốc cần này khoảng 10 đô rồi. Để tham gia chương trình iGroup này các bạn liên mô tả mở Telegram và bấm nút start để chat cho bot này các bạn. Chương trình iGroup này có giới hạn các bạn nên các bạn làm nhanh nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group trả lời như thường lệ nhiệm vụ đầu tiên nha các bạn. Con này nó chạy trên nền tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Khoan để mình bình luận nó cái các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh trailer nha các bạn. Này bạn tốc cần đi đâu này các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh channel trailer nó lên nè. Đây là nguồn ngay gấp 4 các bạn. Form 15 minus và đây mình coi. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba các bạn follow theo world và retweet sẽ pin bot này các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót dự án chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn chỉ theo world thì các bạn chỉ theo dõi nè, các bạn like và tweet bài game đó các bạn. Like và tweet mới có 113 người tham gia. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn trả lời của Telegram. Các bạn vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim my drop nha các bạn. Đăng tất cả các bạn khai báo thông tin. Đầu tiên thì các bạn điền lại cái username thế trader của tất cả các bạn nha các bạn. À, còn MMO nè các bạn. Các bạn vào trang cá nhân của bạn thì các bạn sẽ gặp được cái username tất cả các bạn mà. À, còn MMO Ngọc Anh. Ghi chính xác các bạn. Sai username nó không trả tất cả đâu. Rồi các bạn việc mở địa chỉ chocolate my server wallet ra các bạn copy địa chỉ NH của mình nha các bạn. Rồi bấm bắt đáp rồi nè. Là bạn lấy sàn băng ke cap swap các bạn. Đó, tốc cần này nó sẽ về để mình các bạn swap các bạn. Các bạn gõ vào mục trên đây này các bạn gõ vào smartchain BNB nha các bạn. Hoặc các bạn có thể lấy địa chỉ ETH cũng được nha các bạn. Không sao hết nha các bạn. Các bạn cứ sao chép địa chỉ ETH của mình đi. Rồi, các bạn mới đáp lại. Bắt đi. Vào chào các bạn. Rồi bạn gửi cho bot luôn ạ. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi đây là link ghép của bạn, tất cả các bạn lấy link ghép chia sẻ cho một bạn bè và người thân, mỗi lượt ghép các bạn sẽ nhận được một token DRO nha các bạn. Vậy video mình đây kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.